Vâng, tiếp tục em lại giới thiệu và chào cho các bác, đó là một con âm ly. Tiếp tục về nha các bác. Cách đây 2 hôm trước em về một con và cũng đã lên đường rồi. Bác lấy một con này và một con CD con 8004 của Marang. Thì hồi bữa em có test rồi đấy, cách đây 2 ngày. Thì tiếp tục ngày 13 tháng 10 nay thì hàng đã về tiếp là một con BMA 2000. Đẹp thiếu thùng xốp luôn nha các bác. Khoảng cỡ 97-98% vậy đó. Nha, các bác nói phần trăm thì còn 97-98%. Đồ đẹp khó phải bàn luôn nha các bác. Cơ bản là các bác giá các bác ok không thôi. Giá nó 11.500.000. Giá đã bao ship nha. Chuyện không đủ bớt 200. Đấy. 11.500.000, chuyện không đủ bớt 200.000 lấy lọc. Rồi sau đây mời các bác xem luôn. Mặt tiền của em nó vàng gold nha, vàng gold. Sáng bóng. Năm nút còn sáng tròn luôn. Rồi, mình lên phía trên. Đó là cảnh của nó và những vỏ bọc rất là đẹp. Đây là phía bên bên tay phải này. Này các bác thấy đồ đẹp đó nha. Dây nguồn của nó nha các bác. Đây, bỏ bên đi, dây nguồn. Điện 100V, các bác lưu ý cho điện 100V nha. Để các bác mới chơi không biết là mua về cắm nhầm. Này. Các bác thấy ốc ốc ác không? Ốc là mới tinh. Đấy. Từ từ em sẽ mở rù gan để các bác cùng xem bên trong nó gấu như thế nào. Nó chạy 2 tăng phô. Riêng dòng đời năm 2N là nó chạy 2 tăng phô. Công suất con này khá là khỏe nha, 250W. Dòng này thì có nó tính năng là chơi bi quay nha các bác, bi quay. Và các bác thể đánh vào những cặp loa boss. Đánh hai cầu loa. Bi quay này, bi quay chơi bắt chép chuyên biệt ạ. Con này series là 2053. Đây các bác để ý cho 2053. Đây là trạm loa mới keng sạp em và tất cả rack đều là màu vàng. Các bác thấy để ý cảnh này đấy. Từng chi tiết một nha. Rồi, giờ mình sẽ đi tới là bên trong của sản phẩm. Vâng, sau đây mời các bác xem này, bên trong. Các bác thấy mới chưa? Hay là 2 tầng phô nguồn, nguồn vàng. Đấy. Nguồn nó bao lớp thiếp vàng bằng đồng bên ngoài thôi. Như con 7/8/2 la mã đó, bọc con thì nó bọc màu đen, con thì bọc màu vàng. Thì các bác kêu nguồn vàng này các bác bắt đắt hơn. Nhưng thật sự là một sản phẩm khi mà hãng sản xuất ra đấy thì nó như nhau hết. Chỉ có về Việt Nam mình là cứ 7/8/2 la mã nguồn đen nguồn vàng rồi bán cao lên. Do mình lại bán cao lên là bên nước ngoài là họ bán cao lên nữa. Đấy. Điều nó như nhau hết chứ không có cái một sản phẩm mà sản người ta sản xuất ra mà cái ngon cái dở đâu nha, không có nha. Tùy lúc, tùy năm, tùy tháng người ta sản xuất, người ta phi hoài màu đồng và mà đen vân vân. Thôi mình vào vấn đề chính là mời các bác xem ruột gan nha. Tất cả là bao zin, máy bãi tuyệt đối cho các bác luôn và mới chắc. Đấy, đời con này thì được bọc một lớp bọc đồng chống nhiễu của hàng tụ luôn nha. Đấy. Thì con chứ không phải con nào cũng có nha các bác. Như những con CD Sony R3 vừa rồi là em về là toàn là bẹp đồng chống nhiễu hết tất cả các tầng phô là tụ luôn. Con này là lần đầu tiên về là có con này là được bẹp đồng chống nhiễu này. Cái lớp này là lớp đồng, một miếng đồng mỏng nha các bác, mỏng chứ không phải giấy đâu. Đẹp tuyệt vời. Đẹp khoảng 98%, nhưng nói chung là như mới nha các bác. Đấy, các bác sưu tầm hay hàng điệp thì alo cho em. Giá con này là 11.500.000. Và các bác nếu chưa còn đủ thì em bớt cho 200.000. Còn là 11.300.000. Giá em gần đối rồi. Nên các bác cứ yêu thì alo cho em qua 2 số điện thoại trên. Hàng điệp chất lượng, alo cho em qua 2 số điện thoại. Gặp. Em giao hàng toàn quốc cho các bác. Giao hàng tận nơi.